Chào mừng các bạn đến với website du lịch trực tuyến mytour.vn. Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn cách đăng ký quản lý khách sạn. Để đăng nhập vào hệ thống quản lý, bạn truy cập vào website mytour.vn, chọn đăng ký để tạo tài khoản cá nhân. Hệ thống sẽ chuyển sang trang đăng ký của vatgia.com và điền đầy đủ thông tin cá nhân. Những thông tin có dấu sao là thông tin điền bắt buộc. Sau đó bạn kiểm tra email vừa đăng ký, click vào đường link để kích hoạt tài khoản. Bước tiếp theo, MyTour sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký quản lý khách sạn. Trước tiên, bạn đăng nhập vào tài khoản vừa tạo. Click vào tên cá nhân và chọn đăng ký khách sạn. Có hai cách để đăng ký quản lý khách sạn. Cách 1. Đăng ký quản lý khách sạn có sẵn trên mytour.vn. Bạn có thể tìm khách sạn theo tên thành phố, quận huyện hoặc tên khách sạn cần đăng ký. Click chọn đăng ký và điền đầy đủ thông tin tuyệt đối chính xác để MyTour xác minh. Khi đó bạn mới có quyền quản trị khách sạn. Cách 2. Đăng ký quản lý khách sạn mới. Bạn điền thông tin khách sạn, tên khách sạn, hạng khách sạn, vị trí. Cách chọn vị trí, gõ tên khách sạn hoặc địa chỉ vào ô địa danh, chọn OK. Khi đó vị trí khách sạn của bạn đã được định vị trên bản đồ. Lưu ý, các thông tin có dấu sao là thông tin bắt buộc. Click chọn cập nhật, sau đó hệ thống sẽ kiểm tra và xét duyệt quản lý. Mọi thắc mắc các bạn có thể truy cập vào website mytour.vn để có thêm thông tin. Chúc các bạn thành công!